Làm cách nào để lén mang đồ ăn vào lớp mà không bị bắt bởi giáo viên mới cực kỳ khó tính? Cùng tìm hiểu trong video mới của tụi mình nha! Cô Smith, giáo viên yêu thích của tụi em nhớ cô lắm, không thấy chờ đợi đến lúc lớp học bắt đầu. Vào học thôi. Ừ không, thật là tồi tệ. Không có cô Smith nào đâu, quên cô ấy đi. Hay là giáo viên mới của tụi em đây. Rồi cả lớp, chủ đề hôm nay là về ô nhiễm môi trường. Bạn nào muốn nói cho cả lớp nghe về chủ đề này nào? Em, rồi Phil, em nói đi. Thầy có sai, quả địa cầu này là dành cho thầy. Tô màu một trái dưa hấu tròn với màu acrylic màu xanh dương. Vẽ các lục địa, vẽ lại theo một quả địa cầu thật. Phết keo nóng vào đế của quả địa cầu. Chọc lỗ trên trái dưa hấu. Gắn nó vào đế nha. Cái này thật tuyệt. Chúng ta cùng chống lại ô nhiễm. Thầy Kosai ôm trái đất chặt đến nỗi quả dưa hấu không chịu được nên nổ luôn. À, em và trò đùa ngớ ngẩn của em. Em làm hư cái áo mới của thầy rồi. Thầy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Sửa sách. Đến đây liền nè. Mình cần sửa cuốn sách của mình. Mình cũng vậy, ngay bây giờ. Đủ hồ cho mọi người luôn. Tụi em đang sửa sách đó hả? Ý hay đó. Mình nữa, mình cũng muốn. Đổ sốt chanh vào chai hồ yêu mơ sạch nha. Thêm kim tuyến ăn được vào. Khuấy lên. Chúc ăn sách ngon miệng nha. Ngon quá. Chào cả lớp. Tụi em đang bận làm cái gì vậy? Chắc chắn là đang ăn vụng luôn. Ngon quá chừng. Thật là ngon. Bỏ đường Asomo vào lò vi ba. Thêm màu thực phẩm vào. Đặt một dải giấy bên dưới miếng giấy nến. Đổ đường Asomo theo hình dải giấy. Dùng dao làm cho các rìa bằng phẳng nha. Vẽ các đường vạch bằng bút vẽ đồ ăn. Và vẽ mấy con số nữa. Oh, tụi em đang tập trung sai chỗ rồi. Tụi em phải tập trung vào kiến thức nữa chứ. Như vậy nè, sách là cội nguồn của sự uyên bác. Học hỏi nha. Xếp bánh xốp thành hình quyển sách. Dán chúng lại với nhau bằng sô-cô-la lỏng. Phủ sô-cô-la lên trên bánh luôn. Lấy kẹo mềm ra và dán vào đáy bánh. Làm cho nó giống như bìa sách nha. Thấm ướt kẹo mềm với nước. In hình một cuốn sách lên giấy ăn được và dán lên. Nhớ dùng màu thực phẩm khi in nha. Ghê quá đi. Chuông reng rồi, chúng ta bắt đầu lớp học thôi. Làm bài kiểm tra nè. Melissa, phải nhìn đường chứ. Em có thấy được gì qua cặp kính đó không? Chào đã, đây là bánh quy mà. Tách bánh Oreo ra làm đôi. Gắn mỗi nửa bánh vào hai bên một cái kính mát sạch nha. Các bạn nhớ dùng keo ăn được nhé. Thầy sẽ tịch thu cái kính này. Em đi phát đề kiểm tra đi. Mấy bạn ơi, ăn nè. Kẹo chua ngon lắm luôn. Khâu mấy dây kẹo chua vào phần dưới của một chiếc áo khoác jean. Cảm ơn em nha, Melissa. Thầy yêu bánh Oreo. Chào thầy cô Sai. Chào em. Chờ chút. Hôm qua em ốm hơn mà. Cái bụng này trông đáng nghi quá đi. Xem nào. Những thứ mọi người muốn ăn đều ở trong này. Kẹo đủ ăn một năm luôn. Và cái bụng biến mất tiêu rồi. Giờ thì em vào lớp được rồi đó. Chủ đề hôm nay là các cơ của con người và chức năng của chúng. Ai muốn lên bảng giải thích về chúng nào? Có bạn nào xung phong không? Ừ không, mình chẳng biết gì về cái này. Đừng hỏi mình nha. Ai cũng được trừ mình.
Trời ơi, Phiêu lại nhai bút chì nữa rồi. Thật là không chịu nổi mà. Giống như một con hải ly đang ngồi kế bên mình á. Mình khó chịu quá. Phiêu, dừng lại đi. Hay bạn gặm mấy cây bút chì này nè. Làm sạch đồ chuốt bút chì và chuốt kẹo cam thảo. Đặt kẹo cam thảo đủ màu sau khi chuốt vào một hộp bút chì sạch. Cảm ơn nha, ngon quá. Thầy cô Sai ơi, thầy cũng ăn một miếng đi. Thầy sẽ thích cho mà xem. Cảm ơn, nhưng mà thầy không cần bút chì. Không được mang kẹo vào lớp. Cho thầy xem cặp em có gì. À ha, kẹo nè, tịch thu nha. Vào đi. Bạn kế tiếp. Cái gì đây? Em tưởng em lừa được thầy sao? Để thầy kiểm tra trong cặp của em. Biết chắc là có kẹo mà. Thầy cô Sai, vào lớp. Viết xong bài tập về nhà rồi, tụi em được về nha. Tạm biệt thầy cô Sai. Bye bye. Cuối cùng tụi nhỏ cũng về hết rồi. Đồ ăn vặt của mình đâu ta? Lớp, sao ồn ào quá vậy? Đừng có ồn ào nữa coi. Thật là mình làm hư một cuốn sách đẹp rồi. Thầy cô Sai nổi giận rồi kìa. Cả lớp, có ai có băng keo không? Cho thầy mượn một chút. Đây ạ. Cảm ơn em. Bỏ 200g đường vào một cái nồi. Thêm 75g siro và 40g nước. Nấu sôi, khuấy liên tục cho đến khi đạt 285 độ. Đặt lõi băng dính vào trong một cái khuôn kim loại hình tròn. Đổ đường caramel vào khoảng còn trống. Lấy khuôn kim loại ra sau khi đường caramel đông lại. Điểm cuối ở đâu nhỉ? Mình không tìm được. Nó phải ở đâu đây chứ? Sắp tìm được rồi, mình sẽ thử cách ngay vậy. Cũng không được luôn. Nếu như mình dùng bút chì thì sao? Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. À đúng rồi, kéo. Chắc chắn sẽ được. Hả? Vẫn không được, xui quá vậy. Thầy cô Sai đã kiệt sức vì đánh nhau với cuộn băng dính bằng kẹo rồi. Tụi nhỏ đang cười mình sao? Để mà xem ai là người cuối cùng nha. Đinh ghim của mình ở đâu đây ta? Lấy đinh ghim đủ màu và kẹo M&M. Phết siro lên đinh ghim. Gắn viên kẹo cùng màu vào. Bỏ chúng vào hộp đinh ghim. Em làm được giống thầy không? Thầy thách em luôn. Wow, hồi nãy là đinh ghim á hả? Thầy ăn đinh ghim luôn. Không có gì khó cả. Mình cũng làm được nè. Trời ơi, đau quá. Hôm nay chúng ta sẽ học về tiểu sử cực kỳ thú vị của William Morris. Cùng bắt đầu tiết học nào. Ông là một nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ và nhà xuất bản tài ba của nước Anh. Ông còn là người theo chủ nghĩa xã hội nữa. Người sáng lập của trào lưu nghệ thuật thủ công được sinh vào ngày 24 tháng 3 năm 1834. Viết ngày sinh của ông xuống nha. Cách duy nhất để sống sót qua tiết học này là làm thời gian trôi qua nhanh hơn. Lấy một chiếc hộp sạch hình đồng hồ cát. Đổ kẹo gạo tròn vào. Các em đã viết lại chưa? Wow, thời gian trôi qua nhanh thật. Thầy còn chẳng nhận ra. Thôi thì lớp học kết thúc nha. Mọi người về được rồi. Yeah! Các bạn, đây là kẹo đấy. Cùng ăn đi. Em ấy bị nghẹn cát từ đồng hồ cát rồi. Thầy sẽ giúp. Thở đi. Tốt hơn chưa? Sao em lại ăn nó? À, đây là kẹo mà. Em nên thấy xấu hổ đi. Tiết học chưa kết thúc đâu nha. Thật là không chịu nổi mà. Bạn có thể nhai kẹo cao su đến khi nào? Thật là ngon. Tuyệt nhất là thưởng thức những giây đầu tiên của hương vị tuyệt vời này. Sau đó thì không còn ngon nữa. Dính kẹo cao su đã nhai vào dưới bàn. Thật là mình hết kẹo cao su rồi. Thầy cô Sai chắc chắn có kẹo cao su á. Yeah, kẹo cao su mới. Đây là slam làm từ kẹo cao su của bạn nè. Bạn sẽ phải thích nó thôi. Justin thật là đáng yêu.
Mình cần làm cho bạn ấy để ý đến mình và gây ấn tượng bằng cách nào đó. Ồ, cái gì mà gớm thế này? Kẹo cao su. Ha ha, Melissa một đống kẹo cao su luôn. Tiếp tục nào các em. Các em làm được mà. Ôi, thật là nóng quá đi. Gắn một dải nhựa trong vào bên trong một chiếc áo thể thao. Dùng băng keo hai mặt nha. Gắn kẹo Skittle lên dải nhựa bằng keo ăn được. Cái gì đây? Kẹo! Tụi nó chảy hết rồi. Bạn có thích những cách hài hước mà chúng mình mang kẹo vào trường học hay không? Bình luận bên dưới điều bạn thích nhất nha. Cây thước caramel, cuốn sách bánh xốp, quả dưa hấu địa cầu hay bút chì cam thảo. Và đừng quên thích video này, theo dõi kênh của tụi mình và nhấn hình chuông để không bỏ lỡ những video mới cực kỳ hài hước từ kênh Trum Trum nha.